đồ dơ bỏ. Đồ dơ bỏ. Cái đồ đáng ghét. Chả heo hả? Sao còn nằm đó? Biến đi nghe chưa? Sao trong nhà của chú? Dạ không phải đâu chú, cái này là em gái con á. Em gái hả? Dạ. À, vậy là hai chị em ở trong nhà này hả? Dạ. Đúng rồi, ba cho nó vô làm giúp việc nhà mình đó, rồi tiện cho để trong phòng quần áo luôn. Dạ. Cái con này. Ủa? À, hả con gà, cái con đi giết nó. Ừ, con gái nó giết gì mệt quá. Ôi, con tên gì? Con tên Tâm. Tâm gì? Tâm Tâm. Em chơi game mùi tanh đúng rồi. Dạ không phải đâu, em gái con tên là Tâm Anh. Đồ tanh 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 hẹn chơi mùi tanh đúng rồi. Cái con nhỏ này trời ơi, mày bắt cái gì mày cười hoài vậy? Đừng đánh con đau nó. Nó hỗn láo kìa. Để con dạy nó. Ôi người ơi, nó lấy xe ông ngoại đánh con nè. Dạ trời ơi, trời ơi. Không dễ đâu. Mày không chịu hả? Mày không ba được. Mày đánh con mà đau nó. Con gì cái? Chào gì chắc? Dạ, tụi con chào cô. Mẹ. Nhỏ này nè, đó là Tâm Tâm nè mẹ. Lạc Chi. Lạc Chi. À, đừng à. Ây da. Ba, không có được đâu nha ba. Ba đừng có tự tiện quyết định với cái chuyện này. Không có được đâu, đồ nhà quê. Tránh ra con mẹ nói chuyện coi. Nè, cô xin lỗi hai đứa nha. Nhưng mà chắc nó không được đâu. Từ xưa tới bây giờ gia đình cô không có mướn người giúp việc ở lại qua đêm. Không có mướn người giúp việc ở lại qua đêm. Công việc nặng nhọc lắm, con không có làm nổi đâu. Không làm nổi đâu, không làm nổi đâu. Giả lại còn đem theo em gái nữa. Giả lại còn đem theo em gái nữa. Sườn nướng là của tao mà. Mình xin lỗi, mình chỉ mới ăn có một miếng thôi à. Hay là bạn cho mình ăn thêm miếng nữa nha. Mày con dâu rồi mày đòi thêm bà Tiên nữa hả? Đúng mày dám cửa nhà gạn dụng tôm nè. Một miếng. Trời đất ơi là trời. Trời ơi. Mày ăn hết rồi còn gì đâu mà tao ăn hả? Cái đồ đáng ghét. Làm chi, con làm vậy? Sao con... Con không nói con đồ đáng ghét, con không sống được. Mày sao mà dám ăn thịt xùi của tao hả? Đồ đáng ghét. Con Tâm Tâm đáng ghét, mày dám hả? Đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét. Mày là đồ đáng ghét. Con ra đây kìa. Dám trốn việc ra đây hả? Hả? Em cảm ơn. Anh cảm ơn nè. Tại sao tôi kêu chị đi giặt đồ mà chị còn ngồi ở đây thẫn thơ vậy hả? Hả? Nhỏ nè. Chả heo hả? Sao còn nằm đó? Mày dám hả? Công nhận Lâm Chi với Tâm Anh diễn đánh như thật vậy ha. Hay ghê luôn á. Không phải chú ơi, hình như cái này ngoài kịch bản đó chú. Hả?
sao không dám? Bu ra con. Ê, sao đồ ngã kìa? Hả? Đâu? À. Mày viết gì á? Thì tại mình thích đọc truyện tranh, với lại không có tiền mua nên chị mình kêu viết thử coi sao. Đau bụng quá à. Mày cũng viết truyện tranh nữa hả? Tác giả truyện tranh Tâm Tanh Lanh Chanh. Nè nhỏ kia. Hả? Được mang tiếng là rất giỏi nên đứng trước mẹ tao mà khoe. Mày á, đừng có làm ra vẻ ta đây nữa nghe chưa? Mình có làm ra vẻ ta đây đâu chứ. Mình có làm ra vẻ ta đây đâu chứ. Mày không làm thì tại sao tao lại bị mẹ tao la chứ? Sao mà mình biết được? Ý của mày là tại tao tất cả hả? Gì đây? Mày tập ngày mai sao? Đưa đây cho tao. Không được. Mày đưa không? Được. Mày đưa không? Mày trả lại đây cho mình. Trả tao ra. Trả lại đây. Trả lại. Ông nhỏ này. Mày dám. Ôi à. Em sao vậy? Làm chi? Nó đập vô đầu em. Nè, chị không cho em một trận thì em không có chừa cái tội ẩn hiếp tâm anh đúng không? Ôi trời đất ơi, sợ quá đi. Em mà còn làm vậy nó đi, chị không có nhịn em ở đâu. Không nhịn thì tôi đâu có biểu chị nhịn. Nè, đâu nè, chị đánh đi. Chết gì vậy? Nè, em gieo nhân nào là em sẽ gặp quả nấy đó. Gì? Gieo nhân gặp quả hả? Dốt mà còn bày đặt chơi chữ. Quả làm gì có nhân, làm như bánh không bằng. Làm gì vậy? Đưa tao coi. Đưa. Đưa không? Tao đếm tới ba mà mày chưa đưa là mày chết tao nha. Một. Tao giật luôn. Gì đây? Quán phở Tâm Anh. Tâm Tanh thì có Tâm Anh đâu ra. Chị em mày á, làm gì có tiền để mở quán phở hả? Tại sao mày lại không có tiền để mở quán phở chứ? Đơn giản như vậy mà mày còn không hiểu nữa. Tao á, chỉ cần liếc qua một cái thôi là biết sau này mày làm gì. Vì chị mày là người giúp việc nên sau này mày sẽ là người giúp việc, nghe chưa con? À mà quên, nhớ mắt tao đó. Mày làm gì rình rình trong phòng tao giờ tụi nó ngất rồi hả? Nói nhanh. Đâu có đâu. À, Lan Chi nè, bạn cho mình mượn cái nhà búp bê trong phòng bạn được không? Cái nhà búp bê em trỏng hả? À, mượn một lần thôi cũng được. Mày có hứa mượn đúng một lần không? À, chỉ một lần thôi mà. Chỉ một lần thôi. Mày là má tao hả? Biến đi nghe chưa? Dạ. Mày mà còn rình rập nữa tao bứt hết tóc của mày á. Ồ, sao tự nhiên em xô Tâm Anh?